cho các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cách người ta thu hoạch tôm hùm trên các lồng bè nha. Giờ thì mấy anh em đang buộc mấy cái dây lên để kéo cái lồng lên các bạn. Quá trời. Mực quá trời mực luôn. Tôm quá trời luôn các bạn. Nhìn vậy thôi chứ tôm ai ăn. Nói giỡn chứ đang chảy nước miếng. Tôm này mà sashimi ra ha, trộn kiểu gỏi Thái ngon bá cháy luôn. Mà nướng phô mai mấy con mực với cá là tự nó vô á bạn, từ cái trứng cái mén nó chui vô nó ở là lớn nó chui ra lại không được, cái mắt lưới nhỏ của nó chui ra không được. Đó. Giờ chúng nữa về chung. Cắn nhau nữa chứ, xuất lên đường hết rồi mà cắn nhau nữa.
cá gì giống cá bè vậy ta. Hả? Cá bè phải không anh? Con kia nữa, con kia kìa, con này không phải, con này không phải bè, con vây dài kia kìa. Đây này nè, nè, con có cái đốm ngay mà. Cá đối nè. Mực nang quá trời luôn, một bầy luôn. Có cua, có ghẹ, ghẹ con. Cố lên. Chữ ơn nó nhảy ra ngoài không? Vậy nó nhảy ra ngoài không? Thấy nó búng bạch nó nhảy ra. Nhồng con hết ta, nó nhồng
À không phải. Giống nó nhồng ghê. Đủ thứ cá ha. Bắt con này vui ghê. Có cái nhồng con nữa kìa anh. Có cá kiển kìa. Nhiều hả? Nhiều bên này khô đào vô qua đi. Nhồng. Coi có con nào ba làng trong đây không cứ mập ơi. Anh nghĩ có thôi nè. Về nuôi hả anh? Ủa con này là cá nhồng phải không anh? Cá nhồng á. Nhồng con hả? Tiện quá trời luôn. Con này bỏ đâu rồi? Mẹ em ơi. Tôm nè. Tôm thẻ. Thank you.
Cái này là mình nuôi bao nhiêu lâu chú? À, cái này 11 tháng rồi đó. Dạ. Lâu lớn quá ha. Còn con nhỏ bên này nữa. Còn con này. Còn bảy lên luôn ấy. Không có đủ luôn. Cái này luôn nè.
Còn bên kia nữa kìa, bên kia nữa. Nhiều lắm. Cuốn cái đáy này, thả cái đáy này ra chút. Câu cá ngon. Anh về luôn anh nha. Về trước nha. Dạ dạ. Về hả? Không là tôi đi máy về rồi. Vợ dẻo rồi.
clip câu cá xin mời các bạn coi vào những cái vlog sau nha. Xin chào.